Hello, chúng mình quay trở lại với Trận Đấu Bắt Tùng và đến với một dự án đường trên của Sa Chamon tại Major League Cup Trung Quốc. Ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa Mordor Kaiser của Sa Chamon cùng với đó là Zay của Trinh Thiên đường trên của Toy Sport anh em nha. Và để xem là kèo này thì Sa Chamon cùng với Trinh Thiên sẽ có cho ta một kèo đấu như nào nào. Let's go. Ok, đây chính là ngọc mà Sa Chamon dùng trong kèo đấu gặp con Zay khu vực đường trên. Một vị tướng rất là áp lực, cấp 1 thì phải cần đến cái giáp cốt để có thể đón lính một cách an toàn. Mang thêm cả cái tiếp sức để có thể tạo giáp tốt hơn. Có những pha outplay bằng kỹ năng W ở dạng yếu máu. Đó là ngọc tái tổ hợp ha. Còn về phép bổ trợ thì tất nhiên sẽ đánh bằng tốc biến cùng với thiêu đốt. Để áp lực solo kill, Zay phía bên kia thì quyết định mang theo một cái đòn phủ đầu. Và cùng với đó sẽ là tốc biến cùng với dịch chuyển. Bên phía bên kia cũng có rất là nhiều thách đấu anh em ạ. Các bạn nhìn cái lobby này là một lobby có cực kỳ nhiều thách đấu của máy chủ sức cấp Trung Quốc. Với 1, 2, 3 thách đấu của team Sao Chamon này. Bên phía bên kia là cũng là 3 thách đấu ở khu vực cánh dưới. Và account này là account phụ của Sao Chamon anh em nhé. Account chính thì đã lên thách đấu từ rất lâu rồi. Và cũng đang bị Lâu dừng rồi. ở tầm 1.000 điểm. Sao Chamon Nice. thì có account phụ này hiện tại đang ở mức rank đại cao thủ. Đánh từ kim cương lên đại cao thủ trong một khoảng thời gian tầm 3 ngày cũng khá nhanh. Mấy ngày vừa qua thì không có nhiều giao án đáng chú ý của Sao Chamon tại máy chủ sức cấp Trung Quốc. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một giao án Mordor Kaiser đánh kèo cùng với Zay. Đây là một kèo cực kỳ khó. Hôm trước mình đã từng làm một kèo khó này và các bạn thấy là trận đấy đi đường siêu ngợp luôn. Những Zay thách đấu tầm 1.000 điểm họ đánh áp lực đi đường là cực kỳ lớn đấy anh em nhé. Mà kèo này không có rừng lên hỗ trợ là cực kỳ khó chơi. Dây sải tay dài, cấu rỉa khỏe. Đối phương lại đánh bằng dịch chuyển nữa, rất là an toàn. Sao chơi thì ván này mang theo thiêu đốt, khởi đầu bằng khiên Doran ha. Khởi đầu bằng nhẫn là không có máu đi đường đâu anh em ơi. Vì không mang ngọn gió thứ hai này bắt buộc phải khởi đầu bằng khiên Doran để lấy khả năng phục hồi. Đang nhấp nhả bụi cỏ lách 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 để xem đối phương có cầu sớm hay không. Dây thì những người chơi dây ở rank cao các bạn, người ta không spam kỹ năng liên tục đâu. Người ta dùng đánh tay để lát hit và người ta dùng kỹ năng cũng rất là khéo nữa. Người ta tiết kiệm năng lượng và dùng các kỹ năng để kết hợp với những đòn đánh tay nhằm tối ưu sức mạnh đi đường của dây. Nào để xem là Trinh Thiên xử lý dây kiếm Doran như thế nào nào. Cấp 1 thì Sao Chamon sẽ đánh tay làm mềm những con lính đánh gần và xử lý ba con gần bằng những cú quy. Ok 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 Tất nhiên là kèo này với con dây phía bên kia thì đây sẽ là một kèo mà Trinh Thiên sẽ đẩy liên tục. Con lính này hơi khó ăn ha. Bị bóc mất giáp cốt rồi này. Chuyển dạng chỉ thiên sang lính để nó lan đam sang người, nhưng mà Sao Chamon vừa rồi đã có một tiếng lách khá tỉnh. Mặc dù nó là những cái tiểu tiết thôi anh em, nhưng mà nó giúp cho Sao Chamon có được một ngưỡng máu rất là an toàn. Cấp độ 2 thì để xem nâng E ăn lính từ xa hay nâng W để giảm lượng sát thương tới từ cầu sấm cầu gia tốc. Nâng W để giảm đam rồi anh em ơi. Lách cầu sấm nha, lách cầu sấm nha. Quay lại bổ một cú quy nhưng mà chưa ăn được lính rồi. Không có E để lát hết những con lính ở phía xa. Hôm trước mình đã từng làm một cái video clip về kèo Mordor Kaiser cùng với Zay rồi. Đi đường kèo này cực kỳ khó anh em ạ. Chỉ thiên lan lính sang đam người kìa anh em ơi. Mừng thấu gì bùa. Đây là một pro player tại LPL nên là họ xử lý những con tướng đường trên như dây cực kỳ áp lực. Pha vừa rồi thì Sao Chamon đã mất W để giảm đam từ cú chỉ thiên và lính sang người anh em nhé. Ăn mấy con lính này thôi cũng thấy áp lực nữa, ăn con xe được. Mic đam con lính đánh gần vừa rồi bằng một cú quy rất tốt. Kéo E cố gắng lát hit một vài con lính yếu máu phía sau. Lúc này bên phía bên kia đang là 14, Sao Chamon là 13. Tạm tạm, chưa phải chênh lệch lính quá nhiều đến từ cả hai top lane. Ở đường rừng thì đang có một tình huống đánh nhau, ở đường giữa thì đúng hơn. Solo kill dành cho Syndra. Rất tốt, đó là một mạng, hai cục solo kill bắt đầu đánh tay rất điểm, một con Khmer chỉ còn một chấm máu. Còn Sao Chamon đường trên với cái thế lính như thế này thì rất khó để hỗ trợ đồng đội nha. Lách cầu sớm rất tốt. Dây của Trinh Thiên đang spam năng lượng liên tục. Và đổi lại là những áp lực đẩy đường tốt nhưng chưa đi cùng với đó là một chênh lệch lính quá đáng kể. Và Sao Chamon cũng đang giữ máu rất là tốt, không phải về nhà sớm.
Ván này đi đường là đỡ ngợp Vâng, hơn hiện so với tại cái là mình sẽ kèo giao dịch Mordor và Zay hai hôm ván trước mình cho làm rồi. Cái video đấy thì mình nhấn mạnh về việc là tầm quan trọng của meta. Thì Mordor hiện mình tại không giao phải là tao chức hỏi tướng với nhá, meta, còn Zay thì nó là con tướng cá nhân hai vẫn tự rất giao khỏe. thì bây giờ Mặc dù bây chưa giờ người ta mang đi top ít rồi nhưng mà kèo Mordor với Zay vẫn là một kèo khó anh em nhé. Nhiều lúc này sao cho mình mới chỉ farm thua tầm 2 CS thôi anh em ạ, không nhiều lắm. Chênh lệch 1 2 CS là một chênh lệch rất là chấp nhận được của kèo Zay cùng với Mordor. Nhưng mà sẽ cần phải căn tân lính rất là hợp lý để về nhà anh em nhé. Lát thì con lính vừa rồi ăn anh em quả cầu sấm cùng giật tốc luôn ạ. Đang xem phim dưới đường dưới thì bị đối phương đánh tay cấu gì liên tục, nhưng con Zay này không còn đủ năng lượng để áp lực sao cho mừng nữa rồi. Có dừng lên, quy đơn mục tiêu rất tốt, không bị lan đam sang lính. Kéo E thiêu đốt, một pha kéo E thành công. Và lúc này Trinh Thiên đang bị khép góc đường về bởi vị trí của Kindred. Ui, một pha chỉ thiên né cú quy của sao cho mừng khá khéo tới từ vị trí của Trinh Thiên. Và tôi không biết là Trinh Cái Thiên nó có sợ ý định làm lắm. điều đấy thật hay không, hay là chỉ là vô tình né được cú quy của sao cho mừng mà thôi. Nếu muốn đủ đam quả vừa rồi là sao cho mừng sẽ phải quy flat anh em nhá. Nhưng mà sao cho mừng không ngờ là đối phương đã có một pha chỉ thiên để né cú quy đơn mục tiêu cuối cùng. Và qua đó Trinh Thiên vẫn có thể tốc biến về được. Kindred lên gank, đó là một pha tốc biến từ Evelynn. Zay phía sau đã về nhà regen full cây EQ. Đánh tay kích nội tại và đang phải bỏ chạy khỏi một con Zay. Zay không còn tốc biến, thả diều tốt tới từ sao cho mừng và có mạng của Evelynn, nhưng sau đó chỉ thiên đánh tay lôi phạt, có mạng cho Trinh Thiên. Tiếp tục là một tiếng đi bộ lên, đối phương hết flash rồi anh em ơi. Lính Trinh Thiên đã mất rất nhiều vì tiếng PK này. Quy à. What? Xui vậy. Ô kết quả vừa rồi là đang đi bộ để chờ hồi quy và quy chuẩn bị hồi lại để dứt điểm, con Zay không flash rồi. Mà con Big Crank nó kéo một quả. Ơ con Zay chết kết quả vừa rồi là mất một tân lính cực kỳ to đấy anh em nhá. Vì vừa TP lên là dừng flash lên PK nên là con Zay cũng phải vào PK và mất tương đối nhiều lính của Trinh Thiên. Nhưng mà đang chuẩn bị dứt điểm vị trí của Trinh Thiên thì con Big Crank nó kéo một quả. Ở đâu ra Big Crank đây anh em? Zay của Trinh Thiên về regen nên là quyết định bỏ qua một khiên trụ với tân lính có xe đẩy vào. Sao cho mừng lát hit con xe rất tốt. Tân này cũng khó hạt. Nói chung là Mordekaiser cũng khỏi là vị tướng dễ lát hit dưới trụ nữa. Con Big Crank nó kéo một quả cứu con Zay luôn đấy anh em ạ. Hỗ trợ đối phương ra một quả thính thế nhở? Tiếc ghê, tiếc ghê, tiếc ghê. Nhờ mid có vẻ là ngon. Mid có vẻ là một con Syndra xanh anh em ạ. 4-0 Syndra rồi. Khmer phía bên kia cũng là một Khmer tầm 1.200-1.300 điểm thách đấu đấy anh em nhé. Mình check thì trên top thách đấu thì anh chàng này có một cái tên cũng khá là quen thuộc. Nhưng mà Khmer đang hơi mủ. Khmer này như là main top nhưng mà ván này phải đi mid. Và nãy giờ bị Syndra đấm liên tục rồi. Đánh đến thế này thì thực ra sao cho mừng cũng đang là một kèo đấu không đến mức quá thua. Nhưng mà gọi là hơn con Zay phía bên kia cũng không hơn đâu nhá. Con Zay nó vừa rồi ăn được hai mạng của Kindred và sao cho mừng. Vẫn đang cay cái quả con Big Crank quá anh em ơi. Không thể nào né được những quả nó kéo không tầm nhìn như thế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng rất là khó để nhận được cái thông tin là con Big Crank nó ram lên cánh trên anh em ạ. Đây là tân lính đẩy cao với chiêu cuối tốc biến sẵn sàng nên là cũng không có quá nhiều áp lực. Reset tân lính ra sông cắm mắt thôi anh em ơi. 56 chỉ số lính có được tới từ sao cho mừng. Nó có rất nhiều thứ xui xẻo. Đầu tiên là cú quy để dứt điểm con Zay thì đối phương lại chỉ thiên né được. Sau đó là một tình huống chuẩn bị dứt điểm con Zay ở một quê lính rất đẹp thì lại bị con Big Crank nó kéo một quả cực kỳ khó đoán. Nhờ may là ván này thì đang có một mid rất xanh với một con Syndra ăn 4 mạng đầu trận. Con Syndra xanh thì nó cực kỳ ảo đam anh em ơi. Farm an toàn dùng W hồi máu, chỉ số farm chênh lệch không quá đáng kể. Zay của Trinh Thiên hơn sao cho mừng đâu đó khoảng chừng vài trăm tiền đến từ một mã gục nhìn hơn. Một lượng kinh nghiệm sao cho mừng không thua nha. Tôi đang tính nói là cái kèo mà đánh bằng thiêu đốt, đánh với dịch chuyển sẽ cần phải căn được lính rất là hay. Bởi vì kèo thua mà anh em. Cầm dịch chuyển thì sẽ có những tình huống về bổ sung trang bị sau dịch chuyển trở lại rất là áp lực. Nhưng pha trước đấy thì cầu sấm đau thế. Và trước đấy thì Kindred lên gank để hỗ trợ sao cho mừng bắt Trinh Thiên bất thành. Hồi nãy giờ có đồ farm ổn rồi ha, có đam farm rất ổn rồi. Mặc dù cầu sấm rất đau đây, quả cầu sấm nó lan đam từ lính sang người. Cái quy con Zay ở cả hai dạng nó đều lan đam từ lính sang người được anh em ạ.
nhưng mà Sacha Banks có khả năng phục hồi rất là tốt. Quả này thì sao? Một pha quy đơn mục tiêu rất tốt. ER thiêu đốt đánh tay kích nội tại. Tốc biến đánh tay giữ nội tại lại, nhưng cú quy đơn mục tiêu cuối cùng có dứt điểm được Trinh Thiên hay không đây? Lách rất ghê đấy Trinh Thiên. Chỉ Thiên và lính, nhưng đó là cú kết tan kiểu mạng hạng gục thứ 5 dành cho Syndra. Một pha xử lý kỹ năng rất tốt của Sacha Banks anh em nhé. Đứng kế bên cái tân lính vừa rồi nhưng mà vẫn có thể có quy đơn mục tiêu này anh em này. Nếu như quy và lính thì cũng sẽ là một cú quy không nhiều đam đến như vậy đâu. Quy góc check ngay cái quy góc vuông luôn anh em ơi, cái giống y chang cái quy con Aatrox, quy hai Aatrox. Lách được con lính này, có một cú quy đơn mục tiêu nhiều sát thương hơn. Một pha ER. ER cái animation của nó nhìn khá là giống nhau. Tốc biến đánh tay để giữ lại cái lượng sát thương nội tại. Vì nếu như chỉ một quy trúng thì không đủ đam. Quả này Trinh Thiên vẫn né được cú quy cuối cùng và Sacha Banks quyết định không dùng quy để đánh tay liên tục. Chỉ Thiên và lính tốc biến đi. Với một máu, quả này mà không có Syndra lên được cũng không chắc là ăn được con giày đâu anh em ơi. Một máu đó. À, vừa lấy được mạng của Zay, vừa lấy được tốc biến, vừa có mạng cho đang một con Syndra rất là xanh để carry nữa. Ok. Syndra ăn mạng thì không tệ, thực ra đội hình này thì trừ Naughty ra thì ai ăn mạng cũng được. Kindred ăn mạng cũng được, Syndra ăn mạng cũng được, Sacha Banks ok luôn. Khiên trụ này thì không ăn được rồi, đợt lính không phải là quá to, chưa kể đối phương cũng đang chuẩn bị di chuyển ra. Nếu mình ở lại tham khiên trụ là sẽ không có way để reset đâu anh em nhé. Nào way reset rồi thì cố gắng về bổ sung trang bị. Sạc lại máu năng lượng. À nhờ không xài năng lượng mà. Sạc lại máu mua thêm trang bị rồi đi lên thôi. Kindred đã có sứ giả rồi. Evelynn vừa lộ vị trí ở tại khu cánh trên để đón tân lính dùm dành cho Trinh Thiên nên là Kindred ăn sứ giả rất là thoáng tay, cánh dưới cũng có thể PK thoải mái. Mà team Sacha Banks lại có một cánh dưới với khả năng đi đường rất là tốt từ Syndra và cả cặp Kalista và cả Naughty nữa. Phần này Sacha Banks đang muốn hỗ trợ cho Kindred ăn nhanh con cóc. Trong lúc tân lính khu đường trên thì nó đang có dấu hiệu được reset và đẩy ngược trở lại. Thôi tân này không R không flat. Đứng hít kinh nghiệm và farm dưới trụ thôi ha. Được con nào hay con đấy thôi. Cắm mắt. Tầm này cắm mắt ở sông thì chỉ để xem con dây nó ra nó tấn công con Kindred hay không thôi. Còn những cái mắt này thì nó thực sự là không có nhiều giá trị khi đánh cùng với rừng như Evelynn. Trong lúc last hit vẫn phải để ý những quả cầu sấm tầm xa anh em nha. Đối phương sau những tân đẩy như vậy mà không có gì làm thì đối phương sẽ thường núp bụi cỏ. Một là bụi cỏ ở vị trí này, hai là bụi cỏ ở vị trí này. Ôi, sát thương kìa. Hai mảnh của dã kiếm Rakdos cùng với kiếm Doran và nước mắt nữ thần cùng với giày miễn phí. Nó lao vào sau quả cầu sấm, nó dồn sát thương đau thật sự ạ. Mid lại có mạng rồi, Syndra 6 mạng rồi anh em ơi. Rất tốt rồi. Kindred đã có một pha canh thành công, một con Kirby đã cực kỳ thọt. Lợi thế cánh dưới tạm ổn ha. Mà kèo top này mỗi lần bước lên ăn lính là đều là những tình huống áp lực tới từ những quả cầu sấm đối phương. Sắp có chiêu cuối lại rồi. Là một turn có thể đánh láo được. Con dây là một con tướng all in thì nó cũng không phải là quá mạnh đâu. Vì mình chưa phải là vào ngưỡng máu mà đối phương có thể all in chết được. Mà Kirek không cứu sinh đang lang thang thì bị đấm chết ở khu vực rừng bộ đỏ của team Sao Cho Mân. Dây thấy Kirek chết là đánh cực kỳ hổ báo. Bot thì Kai'Sa có mạng của Kalista hỏng rồi, Syndra TP quả này kiểu sắp bị shutdown đến nơi ta. Đánh tay ăn những con lính đánh gần này là cần phải né cầu sấm anh em nhé. Trời ơi, vừa mở tab lên một phát là ăn ngay quả cầu sấm góc nghiêng. Đây là một con dây có mạng sớm. Chưa phải là một dây quá xanh nhưng mà nó cũng là một con dây có sát thương đầu trận chứ không phải là một con dây quá thọt. Cầu sấm thốn ha. Dáng phục hồi lại từ khiên Doran cùng với W thôi. Tích nộ và sau đó thì W hồi máu. Liên tục là những tình huống spam W để hồi máu tới từ Sacha Banks. Nhưng mà trong lúc không có W thì đối phương cũng rất dễ Onin nên là để ý một chút. Để tránh đối phương sẽ có những pha núp lùm và Onin. Quay này thì reset rồi về đóng đai tên lửa Hextech thôi. Đánh với những vị tướng như là Zay thì rất là cần cái đai tên lửa Hextech để tiếp cận. Quyết đứng lại một nhịp. Quyết định đứng lại với ý định solo kill đối phương chàng E. Nguyên cái thấu kính vào đầu, cầu sấm hack não ác, bật W đánh tay nửa cây rồi, quy đơn mục tiêu trả lại, bật W giảm đam. Ui. Tỉnh thế nhờ. Tính đứng lại solo kill đối phương, một con dây không flat đấy nhưng mà Trinh Thiên dọn nguyên cái thấu kính vào, lách luôn E. E trượt thì quy chắc đã không trúng, tầng này về là mất nguyên quê lính cùng với rất nhiều khiên trụ đây này. Con dây này nó có sát thương ăn trụ anh em ạ. Lách cầu sấm tốt, hy sinh một chỉ số lính. Dọn lính nhanh bằng cú EQ, sau đó W hồi báo lại. Tầm này mà về với quê lính xe này thì chắc là con dây nó ăn vẫn còn một phút để ra ăn khiên trụ nha. Con dây dã kiếm này nó bào chắc phải tầm 2 cho đến 3 khiên trụ. Thôi dáng ở lại với chiêu cuối, đối phương băng trụ thì chiêu cuối né băng trụ ha.
Evelyn xuất hiện và sao cho mừng không có tốc biến nữa. Quy đơn mục tiêu R, E thiêu đốt. Đối phương dùng E, dùng R để né cái E, sao cho mừng bổ quy trượt rồi. Có con dây được đứng kế bên của Evelyn. Thôi xong rồi. Mất nguyên quầy, mất khiên trụ đứng trên luôn rồi. Một đổi một lời trong phía team 2 luôn. Đổi được mạng với Evelyn, không biết là cánh dưới đồng đội có làm được gì hay không đây. Hy vọng là King Red xuống cánh dưới gỡ được cái gì đấy. Solo kill Evelyn nhưng mà mất khiên trụ. Xin ra lên với quét tan kiểu yếu. Trinh Thiên lách nhẹ cú quét tan kiểu vừa rồi dính ý lực. Thêm một B một R nữa chăng. Cắm mắt ra, một Q một R. Không đủ đam. Không đủ đam nhưng sau đó thì bồi thêm một Q nữa. Ok 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 ok. May là có mid, có một quả Ramming gỡ mạng tốt. Giữ trụ đường trên cho sao cho băng luôn. Xin đối ta sử dụng R ba. Evelyn nó có một quả R vừa bớt sát thương mà vừa né cái E sao cho mừng nữa. Hơi mất thời gian để dứt điểm Evelyn. Với cả nhìn con dây đứng kế bên Evelyn thấy đã xác định là đi rồi đó anh em. Những cái bóng màu đỏ đỏ nó đứng kế bên con Evelyn trong quả vừa rồi thì xác định là hết chiêu cuối chẳng đi luôn rồi. Sau quả vừa rồi thì mất mạng, mất khiên trụ vào tay con dây. Và con dây nó farm nhiều hơn sao cho mừng một chút. Không nhiều lắm, tầm một tân lính thôi. Một quyết định đổi đường tạm thời tới từ sao cho băng hay là quyết định đổi đường luôn nhỉ? Evelyn lại xuống tím sao cho băng luôn à? Evelyn mua luôn một cái dây chuyền chữ thập để chống lại lượng sát thương phép tới từ hai đường đơn là Mordekaiser cùng với Syndra. Thế này thì Kindred với Kalista gánh team rồi. Đối phương lên kháng phép sớm thì hai xạ thủ gánh team thôi. Cơ Mew đá thẳng vào một pha đẩy E tới sao cho băng đối phương R. Lướt đai tên lửa Q nhưng không có R, W còn. Có Kindred phía sau, Evelyn tung chiêu cuối. Chiêu cuối Evelyn hồi sớm hơn chiêu cuối của Sacha Mung nhưng sau đó thì Naughty xuất hiện. Evelyn chắc chắn là không về nổi rồi. Ok chưa? Thấy con Evelyn ở tại bùa xanh rồi anh em nhé. Pha vừa rồi là thấy con Evelyn ở tại bùa xanh rồi nên là rừng đã có một tiếng cover kịp thời để Sacha Mung không bị tấn công bởi bộ đôi Evelyn cùng với Kermu. Mặc dù không còn chiêu cuối nhưng mà Sacha Mung vẫn có thể xử lý được. Còn Kermu nó cũng có một quả R né luôn cái E của sao cho mừng. Đánh kỹ năng xử lý bằng chiêu cuối rất là tốt tới từ cả Evelyn lẫn cả Kermu lướt đai tên lửa. R kịp rồi, đủ tâm R rồi, mất E chưa bạn? Quy đơn mục tiêu, kéo E đánh tay kích nội tại rồi sau đó thì sao? Cố gắng bỏ chạy đến từ vị trí của Kermu, quy đơn mục tiêu, tốc biến theo. Solo kill cho sao cho mừng một con Kermu 2 năm tại thời điểm này. Tầm này đi solo cùng với Zay thì không biết được ăn hay không nhưng mà tìm được con... Kermu này có vẻ là đối thủ xứng tầm rồi đấy. Kermu chết nhiều thế mà vẫn farm ác nhờ. Đường trên thì đó là một tình huống nằm xuống tới từ Kai'Sa. Syndra tiếp tục thi triển lượng sát thương rất lớn của một con Syndra xanh sớm. Và AD đối phương lên bảng rồi. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Một thế trận rất ổn. Mặc dù cá nhân của Sacha Mung không quá xanh nhưng cũng không đến mức bị thọt, không bị đè giống như cái clip hôm trước mình làm. Trước bị con dây nó đè thực sự là thở oxy luôn anh em ơi. Quả vừa rồi lướt đai tên lửa gần như là mắc tầm để R luôn anh em, tôi tưởng là không đủ tầm để R cơ. Mà đủ tầm R trước khi con Kermu E đi, đỡ mất thời gian. Ui, Trinh Thiên xử lý căng vậy. Tốc biến né chiêu cuối của Kalista, sau đó chỉ thiên ngược trở lại vào người của Kalista. Và sau đó là một tình huống Naughty ăn được mạng nhưng cũng phải trả mạng lại cho đối phương. Hai thành viên đứng dưới của team Sao Cho Mừng vừa phải lên bảng. Kai'Sa đang di chuyển vào bào một ít khiên trụ à? Không có khiên trụ nữa, bào máu trụ thôi. Sao cho mà không còn chiêu cuối để tiếp cận. Kindred đang đứng cánh trên và có vẻ đối phương đã biết vị trí đứng đến từ Kindred rồi. Quyết định gọi sứ giả luôn tới từ Kindred để ăn trụ đứng giữa. Syndra đã có trụ khu đứng trên rồi. Mặc dù vừa đổi hơi lỗ về mạng một chút nhưng mà đối phương cũng đang ở đường cánh rồi anh em ơi. Kermu vừa xuống đường dưới thì phải, Bitcrank có mặt. Sao cho mà sắp có chiêu cuối, Evelyn vòng ra phía sau. Một pha đánh tay, ER chẳng EQ. Kích nội tại vẫn đứt đánh tay liên tục. R thành công xạ thủ đối phương, sau đó thì bổ quy trượt mất rồi, thiếu đốt đánh tay. Thiếu đốt đánh tay thì không trượt anh em ơi. Cái quy ở dạng chiêu cuối của Mordekaiser là cái quy nó chắc chắn là đâm mục tiêu rồi, nó không có gì trong chiêu cuối cả. Và quy trong chiêu cuối đam rất là to anh em nhé, nhưng vừa rồi bổ trượt một quy cũng không sao. Còn đánh tay, còn nội tại, còn thiếu đốt. Một pha vòng sau với định tấn công Sao Cho Mừng cùng với Kindred, tuy nhiên thì đó là tình huống mà Evelyn đã không có mạng. Kai'Sa thì bị sao cho mừng nhốt lại, không hề phế anh em nhé. Mặc dù đi đường không hơn con dây đâu nhưng mà chắc chắn thời điểm này con Mordekaiser này không phải là con Mordekaiser phế. Syndra còn đang rất xanh nữa, chỉ là Kalista không ổn.
Kindred thì cũng không gọi là xanh trong ván này. Ủa sao ông support AFK rồi không? Kalista 0-3 rồi. Kindred thì là Kindred sát lực à? Bên kia Kermu, mặc dù mà Kermu nằm xuống nhiều lần như vậy mà nó vẫn hai đồ lớn á, ảo thế nhờ. Sao con Kermu hai đồ đấy anh em? Nên Kermu búa dìu với cả dìu mãng xà 40 số này anh em. Farm thậm chí farm hơn cả con Syndra phía bên kia. Ảo. Evelynn thì chỉ có một đồ lớn duy nhất là một cái dây chuyền thời Banshee, nó phải lên sớm cái dây chuyền. Ngọn lửa hắc hóa sẽ là đồ 2 của Sao Cho Mừng. Vừa lấy máu vừa lấy xuyên kháng. Và cũng rất nhiều AP cộng thêm. Cần máu anh em ạ, thời điểm này rất là cần máu, cần những món trang bị semi như thế này. Chống sốc sát thương cứ trụ lại trong giao tranh được thì chiêu cuối lại một người. Rồi sau đó dứt điểm. Thì có Mordekaiser trước đây khi mà nó được dùng thì nó là một con tướng đánh cánh yếu để chống băng trụ. Kiểu level 6 nó có cái là đối phương cũng không muốn băng trụ luôn. Và nó được dùng để khắc chế trong những ván đấu mà đối phương đánh hỗ trợ mở. Ví dụ meta này là meta hỗ trợ mở này. Tuy nhiên thì Commander thời điểm này nó đi đường yếu hơn so với ngày xưa rồi. Nhưng con tướng đấu sĩ khu đường trên giờ nó hơi khỏe. Đồng đội dịp ép đấy anh em. Ping ác vậy. Ping 5 lần tức là ping 6 lần luôn à. Đồng đội phải hơi lục đục rồi đấy nha. Trước đây con Mordor này được dùng để khắc chế những hỗ trợ theo dạng là hỗ trợ chống chịu các bạn. Nhốt những con hỗ trợ như Leona, Big Rank này cũng được này, hoặc là con Thresh cũng được luôn. Kalista lại chết tiếp rồi. Vào tranh cứ nhốt hỗ trợ đối phương lại, không cho đối phương mở. Solo trong chiêu cuối thì những con hỗ trợ nó rất là ngại con Mordekaiser. Mordekaiser đam trong chiêu cuối nó rất là to và những con hỗ trợ chống chịu như là Leona nhiều khi cũng không chịu nổi. Mà trong chiêu cuối mà solo kill được những con hỗ trợ đối phương á thì lại bổ sung thêm một chỉ số chống chịu rất là tốt. Và gần như là không chịu sát thương trong tình huống solo. Baron hả? Ép Baron hả? Ép Baron cũng được. Với điều kiện là Sotramon sẽ rờ được con Evelynn lại. Nhưng mà Evelynn này nó tàng hình anh em ơi, không dễ để rờ. Vẫn đang muốn thử à? Team Sotramon vẫn đang muốn thử. Ép luôn, ép. Sotramon sắp có tốc biến, có chiêu cuối và cả thiêu đốt nữa. Sotramon đang là người tanh để nhận giảm đam cho hai AD tiến sau, bắt đầu xả sát thương. Kermit bắt đầu đu vào, Kermit lao vào cực kỳ sớm, gửi tới hậu thư. Sotramon bị kéo, nhốt hỗ trợ lại lấy chỉ số anh em ơi. Lấy chỉ số. Big Crank yếu lắm rồi, bị thiêu đốt bởi Sotramon và lấy bản đếm số. Chỉ số cộng thêm cho Sotramon lúc này đang quay người trở lại hỗ trợ cho Syndra. Quét tàng kiếu hai người, quy hai người, tức là Sotramon e đánh tay dây lên bảng. Kai'Sa tốc biến dứt điểm thành công Syndra với mạng shutdown, nhưng sau đó thì solo với Sotramon cho xin cái cửa. Quét sạch cho team Sotramon. Ông Naughty là AFK rồi trời ơi. Không phải là lục đục nội bộ đâu anh em ạ. Mà bởi vì con Naughty là AFK á. Naughty AFK nhưng mà vẫn ép Baron 4 đánh 5 mà vẫn có được cú quét sạch. Mất 3 người, mất cái mạng shutdown xin ra hơi nhiều tiền cho Kai'Sa anh em ơi. Kai'Sa này là Kai'Sa AD nha. Kai'Sa AD thì nó đứt không đau nhưng mà nó quy với đánh tay là cực kỳ đau. Một tình huống quét sạch cho team Sao Cho Mừng. Đang cố gắng chờ hỗ trợ kết nối lại. Đánh lên cái rank này mà 4 đánh 5 là cực kỳ khó khăn đấy anh em nhé. Đặc biệt là mất hỗ trợ thì tầm nhìn mục tiêu gần như nó là con số 0. Khó đó, mặc dù Sotramon đang xanh nha. Sotramon rất xanh, với Syndra cũng xanh nữa. Kalista thì hơi yếu. Kindred sát lực này cũng không đến mức quá xanh sao. Baron tiếp không? Ui, Sotramon lỡ tay mất con bùa xanh của Syndra mất rồi. Sorry. Baron không? Lại có chiêu cuối, lần này có đồng hồ. Đây rồi, Naughty comeback rồi anh em ơi. Thôi. Naughty comeback rồi. Naughty comeback không cần phải 50-50, không phải để Odin nữa.
chờ Naughty ra ăn Baron. Chờ. Ê, Kalista gặp nguy hiểm rồi. Cứ cứu sinh được dùng. Sao Chơ Mừng đang đứng trong cứ cứu sinh, kích được nội tại rồi. Chiêu cuối chưa được đứng từ Sao Chơ Mừng, Khermiu lên bảng điểm số. Sao Chơ Mừng bấm đồng hồ để câu giờ, Kai'Sa R và bắn tuyến sau rồi. R thằng Brickrank lại solo với nó, đây là đối thủ xứng tầm đây rồi. Lấy chỉ số của nó ha. Double kill cho Kalista, hay rồi, Kai'Sa lên bảng điểm số. Sao Chơ Mừng quay ngược trở lại giao tranh, có man mau tiến tới từ Trình Thiên. Trình Thiên lên bảng điểm số với tiếng lướt đai tên lửa đánh tay và double kill cho Sao Chơ Mừng, nhưng được dừng đối phương vẫn còn. Họ ăn rồng nhỏ thôi ha. Evelynn vẫn còn nên là không ăn Baron được. Dừng mình đang trên bảng điểm số mất rồi. Lại tiếp tục là một tiếng ép Baron với lợi thế về mạng cho team Sao Chơ Mừng. May quá, Naughty comeback rồi, mừng. Mừng hết lớn luôn. Một con rồng lửa khá ngon. Nhưng mà cần phải check tầm nhìn Evelynn tí anh em nhé. Với Evelynn có bị lộ vị trí nào trên bản đồ hay chưa? Ok, một con rồng lửa bổ sung sát thương cho đội hình đang có rất nhiều sát thương của team Sao Chơ Mừng. Trừ Naughty ra vị trí nào cũng có sát thương cả. Về bán khiên đâu ra lại đồng hồ Casonia thôi anh em ạ. Đồng hồ nhỏ nó vừa vỡ mất rồi. Đối phương bắt đầu di chuyển kiểm soát tầm nhìn lại. Syndra có TP này. Đối phương muốn ép Baron thì mình PK thôi anh em. Chiêu cuối sẵn sàng nhưng đối phương ăn Baron nhanh quá. Syndra TP ra, đối phương ăn Baron sắp xong rồi. Midrank kéo trúng Sao Chơ Mừng à. Một pha bổ Q bấm đồng hồ trước đến từ Sao Chơ Mừng. Chiêu cuối còn, chiêu cuối vào ai bây giờ? Q đơn mục tiêu, sau đó thì W lên R. R Midrank. Midrank sẽ phải lên bản đối số. Sao Chơ Mừng đang quắng dứt điểm Midrank càng trễ càng tốt. Kai'Sa R bắn lướt Sao Chơ Mừng lướt đai tên lửa. Có đắc thắng hồi máu lại, W còn. Bật lướt E Q nhưng mà... Ây à, không ổn rồi. Thế quái nào Midrank lại kéo trúng Sao Chơ Mừng quả vừa rồi nhở? Mình reply lại một chút từ Baron anh em nhé. Con model của Sao Chơ Mừng cho team fight là một kịch bản hoàn toàn khác so với các bọn trang model kia giờ mình từng xem. Đây, quả này kéo kiểu gì trúng Sao Chơ Mừng, người tuyến đầu lại không dính là King Red. King Red thậm chí chết chay luôn. Sao Chơ Mừng vẫn có thể đồng hồ để câu thêm một ít thời gian và dây Kai'Sa đam to quá, hai chủ được đối phương cùng đam Sao Chơ Mừng. Cú bổ quy trượt bật W nhốt Midrank, may là có Midrank lại gần để mà nhốt nó lại. Và dứt điểm rip canh càng trễ càng tốt, bởi vì dứt điểm nhanh một cái là tầm này không có W anh em nhá. Nếu mà dứt điểm rip canh nhanh một cái là con dây đứng kế bên này, hai thành viên đối phương đứng kế bên này. Nếu như mình dứt điểm nó, mình hết chu cuối sớm là mình sẽ chết ngay lập tức vì không còn đồng hồ nữa. À, thôi vờn của Midrank một chút ha, để nó sống lâu lâu một chút. Rồi ok, dứt điểm. Đứng check xuống cánh dưới né ba thành viên đối phương, 1 2 3 người này anh em này. Ba cái chấm đỏ này là ba cái chấm rất là nguy hiểm này. Check xuống cánh dưới né ba thành viên đối phương, sau đó thì dứt điểm Midrank. Hết chiêu cuối phát chạy thôi. Đắc thắng hồi máu cực nhiều. Nhưng mà Kiret chết sớm, không cứu cứu sinh, không T-Fi được, Kalista chết sớm quá. Với mạng shutdown của Evelynn thì Sao Chơ Mừng có đắc thắng hồi lại máu, 207 máu hồi lại, không chết. Quay người trở lại, bait đối phương bằng W cùng với EQ. Đứt lúc này được bao nhiêu giáp anh em? Đứt rất là nhiều giáp, tầm 500 giáp luôn á. Nhưng mà Kai'Sa lách cái nhẹ, trích Q đơn mục tiêu, Kai'Sa này AD nên là trích Q đau quá. Lách quả E, Sao Chơ Mừng cũng dẻo ác luôn ạ. Một quyết định ép Baron thành công cho phía team 2. Và sắt đào cả Sao Chơ Mừng với 1.000 tiền cho Kai'Sa. Bên kia ép Baron nhanh thật sự ạ. Nó ăn nhanh quá anh em. Dây rồi Kai'Sa ăn Baron nhanh thật sự. Team Sao Chơ Mừng di chuyển ra phản ứng không kịp. Ra đến thời mất Baron rồi. PK cũng PK thua với King Red sớm quá. King Red nó dạ kiếm cùng với kiếm âm mưu ạ. 2 AD hơi yếu, 2 AP đang khỏe nhưng đối phương bắt đầu có kháng phép rồi. Kai'Sa AD bắn đầu nha. Đồ 3 thì... Đồ 4 thì Sao Chơ Mừng đang phải lấy kháng phép. Giáp thì đã có khoảng chừng 177 giáp tới từ giày thép gai rồi đồng hồ Casonia. Đang có định lên kháng phép để chống lại Evelynn phía bên kia. Mình nghĩ ván này sẽ không cần phải lên kháng phép quá nhiều đâu. Thì Kai'Sa AD mà. Đối phương chỉ có một sát thương phép là Evelynn. Sau Baron teamfight thua này là hơi khó rồi đó. Mặc dù trước đấy lợi thế rất là tốt. Khi mà Naughty trở lại thì team Sao Chơ Mừng có rồng. Có một tình huống trao đổi lời về mạng ở Baron liên tục 2 lần nhưng không có Baron. Mà Kai'Sa vừa rồi ăn mạng shutdown 1000 tiền rồi, chắc nó cũng chuẩn bị sách đồ 3 rồi anh em ơi.
Mà nãy giờ các bạn thấy là sao cho mừng dùng chiêu cuối toàn dùng ở Blitzcrank thôi nha. Có một vài tình huống bắt buộc phải dùng vì mình không solo lại bất kỳ thằng nào ở thời xong rồi. Đẩy cao khu đường trên không tốc biến dính cầu sấm cổng gia tốc. Quy trượt ER nhưng Kermiu có giáp nội tại cực kỳ nhiều. Kermiu có 4 tiến công nữa. Có cả đồng hồ đấy thì Kermiu solo hết lại rồi. Quy đồng hồ. Đồng hồ nhưng lại không hồi W kịp ạ. Mà Kermiu đã để cho ra rất điểm quả này rồi. Hai đường đơn đối phương TP cover lẫn nhau. Evelyn áp sát với tình huống chiêu cuối và sát thực là chưa đủ tới từ Evelyn. Còn Evelyn này nó chơi theo kiểu là cái kiểu one shot vậy đó. Nó cứ vào nó cào AD bên phía bên kia chết luôn. Không chết thì cũng ngáp ngoài. Quét tàn kỳ yếu và dây làm gì đây? Trinh Thiên có một quả chết ở khu trụ hai đường giữa team Sacha Vân kìa. Cần một người lên phòng ngự trụ hai đường trên trong tơn đẩy đến từ Kermiu nha. Kermiu cầm bốn tấn công nó đá trụ rất là đau. Mua dây chuyền chữ thập Banshee ở đồ 4. Quét tan kiểu trượt. Tà rõ. Evelyn không R đã bị bắt lại và Syndra tốc biến xuống để QR nhưng mà đối phương cũng đã tốc biến chạy cho tiểu vừa rồi. Và R của Syndra lúc này cần phải hết sức suy xét nha. Bởi vì con Kermiu nó còn cái đồng hồ, nó có thể outplay cái lượng sát thương, cái bùng nổ sức mạnh rất là tốt. Một pha đẩy cao bị đối phương TP bắt lẻ. Nhưng cũng may là đồng đội gỡ mạng rất là tốt với hai mạng của Trinh Thiên cùng với Evelyn. Sau đó đang là một nhịp đẩy trước tại khu đường giữa với thế hơn người. Nhưng lúc này có vẻ là không có mục tiêu lớn gì cả. Nhưng mà thôi, ít nhất là đối phương cũng đã mất Baron rồi. Mất thời gian tương đối nhiều của bộ đội Baron mà bên phía bên kia chưa ăn được nhiều trụ. Nhưng mà bài toán giao tranh vẫn là bài toán cần phải giải thôi anh em. Từ giờ đến hết ván đấu là toàn là những tình huống giao tranh 5 năm thôi. Mà xử lý trong giao tranh nó rất là quan trọng. Ôi chưa có xe luôn rồi. Con Blitzcrank này nó sẽ bổ sung một lượng chỉ số chống chịu không phải là quá nhiều nhưng nó cũng là tương đối dành cho Sacha Vâng nếu mà solo được con Blitzcrank trong chiêu cuối vô cứ tử vong anh em nhé. Mà sau khi solo xong thì vẫn còn EQ Đức để tiếp tục PK tiếp. Kermiu bắt Sacha Vâng một cú quy nhưng đối phương R. Cú kéo vừa rồi Blitzcrank không đưa Sacha Vâng qua phía bên kia bờ tường và đó là một pha RE trúng Blitzcrank rồi lướt đai tên lửa. Thiêu đốt nhưng mà chưa kịp bổ quy đối phương đã CC rồi thôi. Té để đội ăn thôi anh em ơi. Mạng này đội sẽ ăn thôi. Chiêu cuối được dùng tới từ Kalista, Naughty hất tung thành công Evelyn lên bảng đếm số rồi. Kalista đang bị chăm sóc. Một pha kéo E bổ quy. Kai'Sa đang là người phải bỏ chạy. Một cú quy đơn mục tiêu đủ sát thương để dứt điểm vị trí của Kermiu. Dây tốc biến lên dứt điểm được Syndra nhưng sau đó thì sao? Trinh Thiên lách được tình huống E của Sacha Vâng và đang phải bỏ chạy. Bốn đổi hai. Tín Sacha Vâng là người có được lợi thế với tình huống ăn được 4 mạng này. Lại nhớ Big Grand đấm tiếp. Thôi anh em. Mặc dù Naughty R vào thì lên bảng đếm số nhưng mà không sao. Syndra cũng bị dây tốc biến dứt điểm nhưng mà vẫn có được dòng nguyên tố linh hồn dòng lửa cho team Sacha Vâng. Đấy, Trinh Thiên chưa về. Mới đánh nhau sông dưới với đường giữa chắc là chưa có tầm nhìn ở đây đâu ha. Về không bạn, lướt đai tên lửa ngắt bấm B về trang. Đi đâu đây bro, lướt đai tên lửa. Cổng ra tốc mở ra và bắn cầu sấm chuyển dạng lấy tốc độ di chuyển tới Trinh Thiên nhưng mà tốc biến 3, 2, 1, quỵ flash. Solo kill, tình huống bắt lẻ thành công được Trinh Thiên, một con dây không có tốc biến. Đã phải nằm xuống với tiếng bắt lẻ này và để xem bắt lẻ xong thì Baron sắp ra chưa nhở. Đường dưới đang có đánh nhau, bắt lẻ thành công được cả Blitzcrank nữa rồi. Đồng đội đã đánh rất hay và lúc này Sacha Vâng sẽ về nhà đóng dây chuyền chữ thập cùng với mắt kiểm soát đi ra. Đang có một tiếng PK rất căng và đó là một tiếng double kill cho Kindred với cử cứu sinh. Quét tan kỳ yếu, Evelyn tốc biến chạy. Vì cái Banshee của Evelyn đã bị bóc bởi cái E của Naughty. Bắt buộc phải tốc biến chạy nếu như không muốn lên bảng điểm số chung với con Blitzcrank và con Kermiu. Bắt lẻ được 3 thành viên đối phương thế này thì khỏe rồi. Baron sắp xuất hiện rồi anh em. 8 giây nữa đây là con Baron có thể là miễn phí cho team Sacha Vâng. Đừng để Evelyn tiếp cận trừng phạt được là được. Linh hồn dòng lửa cho đội hình này thì ngon rồi anh em ơi. Kai'Sa tiên chứ kích check tầm nhìn nhưng mà tầm này sát thương đến từ đội hình team Sacha Vâng Baron thì nó tầm chục giây là xong rồi. Tốt rồi. Ok, thời điểm này đã có Baron đỡ. Có Baron đầu mất thì nhưng có Baron thứ hai này bắt lại được 3 thành viên đối phương thì triển khai nó khá đơn giản. Sacha Vâng không có dịch chuyển nhá. Ván này đánh bằng thiêu đốt nên là để xem là sẽ di chuyển như thế nào đây. Tiếp tục ở lại khu đường trên đẩy thêm một tơn nữa.
tầm 760 tiền này thì để xem mua cái gì. Có thể sẽ mua cái dược phẩm cứng cáp chẳng hạn. Mua mắt kiểm soát, kích dược phẩm. Ok, kích dược phẩm luôn. Để xem là pha đẩy với Baron 2 thì có kết thúc vào đâu được không nhá. Shinra cấp 16, sao cho một cấp 17. Kindred cấp 16, Kalista cấp 16. Đội hình bên kia sẽ cố đánh bằng những quả cầu sấm, cầu giáo tốc tầm xa để cấu rỉa Khmer tiếp tục đẩy lẻ với áp lực 4 tiến công. Nhưng mà team sao cho vẫn có Baron nha. Một cú kéo vào xe đến từ Big Rank. Cầu sấm cũng là khá chất lượng tới từ dây. Evelyn lao ra tấn công, cứu cứu sinh kịp trả đến từ Kindred để tránh bị onshot. Thủy lô tầm nhiệt đẩy thẳng vào, trụ trước người sau lướt đai tên lửa, có mạng dành cho Kindred. Bắt được rừng đối phương trong một pha. Evelyn cố dướn để onshot vị trí của Kindred nhưng bất thành. Nhưng mà hết lính rồi. Hết lính để end game, một quả cầu sấm đáp vào và Kai'Sa tia trên kích cũng trúng luôn. Kindred đang bấm B về với Baron để có thể phòng ngự đợt đẩy tới từ một con Khmer búa tiến công. Quét tan kiếu trúng, bùng nổ sức mạnh vào. Ma gục dành cho Syndra, mặc dù Naughty móc trượt nhưng con Syndra này có thể onshot được con dây phía bên kia. Có kiếm răng cưa thì chắc nữa cũng chịu không nổi rồi. Cú dịch chuyển về đến từ vị trí của Khmer, một pha thất tung tới từ chiêu cuối của Kalista. Kai'Sa lao vào đánh tay nhưng sức là chưa đủ, vẫn là đủ sát thương đến từ Kai'Sa với bùa đỏ. Sao cho mừng có chiêu cuối nhưng không có tốc biến, không có đai tên lửa. Đai tên lửa vừa kịp hồi lại, Khmer đã TP về với giáp thiên thần và không quyết định đẩy lẻ với bốn tấn công nữa. Sợ team sao cho mừng end game là quyết định TP về đến từ vị trí của Khmer. Liên tục là những mạng cho team sao cho mừng. Với lợi thế là một mega nhưng mà Baron một mega thì vẫn chưa end được anh em nhé. Bây giờ bên kia cũng nhiều đam rồi anh em ạ. Dọn lính rất là nhanh rồi. Đất lính có Baron mà không phải là Thiên Vương Trùy thì cũng hơi khó để end game. Đối phương đang có định di chuyển ra khu đường giữa đẩy trước một nhịp. Nhưng mà chắc chắn ở trạng thái thiếu người như thế này thì bên kia sẽ không dám đánh. Pha di chuyển quét mắt trước tới từ Sartremer. Cắm mắt kiểm soát để triệt tiêu tầm nhìn đối phương nhưng mà không có mắt nào ở đây cả. Sắp tới đây không phải là rồng nguyên tố nữa mà là rồng ngàn tuổi anh em ạ. Rồng ngàn tuổi thì chắc chắn là một lượng sát thương vô cùng khủng khiếp dành cho đội hình của cả hai bên. Có rồng ngàn tuổi là con Syndra này, nó là một quả EQ đứt R là chết luôn anh em nhé. EQ là QE. Vì không có dịch chuyển nên sao cho mà không thể phòng ngự đường cánh được và Khmer vẫn đang áp lực tương đối khó chịu với những đợt lính đẩy cánh tương đối cao. Sao cho mà đang đi chung để cover cho Kalista. Nếu như có nguy hiểm nào đe dọa đến xạ thủ thì có thể dùng chiêu cuối để cứu xạ thủ của mình cũng được. Cầu sấm rất chất lượng tới từ con dây phía bên kia. Thốn anh em ơi. Naughty và... ui dồi ôi, thêm một quả cầu sấm nữa trúng vào hai thành viên đứng dưới. Và ngay lập tức Kalista không có R để cứu đồng đội à. Naughty chết trước khi mà Kalista kịp R. Và thêm một quả cầu sấm, Khmer áp sát. Một pha E đẩy đối phương ra tới từ sau cho mừng. Khmer flash chạy sau tình huống tối hậu thư không giữ điểm được ai cả. Sau cho mừng che cầu sấm cho đồng đội rút lui. Con dây này bao nhiêu đồ rồi bắn cầu sấm thốn thế nhờ. Đau anh em ơi, quả này hơi khó rồi. Cầu sấm trúng, sao cho mừng có một pha EQ đồng hồ bùng nổ sức mạnh nhưng lại là một quả cứu cứu sinh hơi bóp tới từ Kindred. Và sau đó sao cho mừng lướt đai tên lửa không rờ được bất kỳ một ai cả, tốc biến đi, chiêu cuối còn nguyên EQ. Và sau đó bị đánh tay dứt điểm, chỉ thiên làm chậm vẫn dính sát thương đến từ dây. Và sau đó là một tiếng trả binh ngược trở lại, lính đánh vào Trinh Thiên. Trinh Thiên cầu sấm xin ra sống với một máu, còn Trinh Thiên bị lính đánh hạ rồi. Ui con dây này đam to thế nhờ, dây sâu zin luôn rồi. Con dây này, con dây này bán đồ chưa anh em, bán giày chưa? Tốc độ di chuyển vậy chắc là chưa bán giày đâu, giày khai sáng. Nhưng mà đúng là nó full đồ rồi. Nó cast cầu sấm thốn thật sự ạ. Team sao cho mừng lại không ai có khả năng che cầu sấm được cả. Kể cả Naughty hay sao cho mừng ăn cầu sấm cũng đau chứ đừng nói là những con như là Kalista hay là Syndra hay là Kindred anh em nhá. Một quả end game thất bại với một pha nằm xuống rất nhanh của Naughty và Kalista R hơi trễ một chút. Mất rồng ngàn tuổi. Mất rồng ngàn tuổi anh em ơi. Tầm này con dây nó bắn cầu sấm chắc là nửa cây 2 đi mất. Mà quả vừa rồi nó bắn cầu sấm không chỉ là trúng mà nó trúng tầm 2 người liên tục luôn á. Nó trúng mà nó lan đam sang người xung quanh luôn anh em. Ui chà, ui chà, mất rồng ngàn tuổi khó rồi nha. Cầm Baron push 2 mega xong rồi mất rồng ngàn tuổi rồi. Mà quả vừa rồi sao mà không chọn được mục tiêu, không chọn được mục tiêu để R luôn á. Big Rank nó không ở gần. Rồi đối phương thì cứu cứu sinh rồi đồng hồ rồi tốc biến tùm lum hết. Không chọn được mục tiêu để chiêu cuối và
khiến sao Trâm Vân cũng mất máu tương đối nhiều vì đứng tanh tuyến đầu. Đầu cuối bắt buộc phải đầu tanh, bắt buộc phải là một cái trang bị thuần chống chịu nào đó. Vì lượng sát thương đối phương lúc này là quá lớn rồi. Bây giờ mà bật chiêu cuối solo với cả Kai'Sa không biết có lại hay không đây anh em này. Những con như dây bây giờ nó có thể bán cả giày vì nó lúc đấy nó đã full đồ rồi. Bỏ thôi, bỏ thôi, bỏ. Không thể đánh nổi. Ủa, có Midrange mua khăn giải thuật ạ. Midrange mua khăn giải thuật anh em ơi. Ây à, đánh lên late game là có Modern này cũng khó dùng anh em ạ. Bên kia bắt đầu có một vài khăn giải thuật cái là thấy khó dùng, khó dùng hẳn luôn á. Nó mạnh là mạnh dặn giữa trận khi mà đối phương chưa có đồ thủ thôi. Bây giờ đối phương có đồ thủ rồi, quét tan kiếu mắc tầm tới từ Syndra, nếu bắt lẻ thành công cơ mưu. Bắt lẻ thành công cơ mưu, quá hay rồi. Sao cho Vân là mục tiêu được chọn bởi Evelynn. Mất Banshee, tốc biến giữ chân sao cho Vân lại, sao cho Vân máu cực kỳ nhiều, bấm đồng hồ né sát thương tới từ dòng ngàn tuổi, nhưng sau đó thì sao? Đi rồi. Né lần 1 không né là lần 2, Big Crank kéo trúng, Naughty được cứu bởi tình huống định mệnh vẫy gọi. Evelynn lướt đai tên lửa và lấy đi cái Banshee của sao cho Vân, sau đó giữ chân sao cho Vân lại bằng từ tốc biến để mê hoặc. Bắt lẻ được Syndra, à nhầm con Kermiu thì sao cho Vâng lại chết. Nên là mất Mega. Khả năng cao là mất trụ bot, con dây vẫn đang 5 đồ anh em nhé. Kermiu full đồ, Kai'Sa full đồ. Thêm dòng ngàn tuổi nữa, đội hình của hai bên đam rất to. Và đối phương có một cái tầm hoạt động cực kỳ tốt với những quả cầu sấm cầu gia tốc. Syndra tầm thời điểm này thì nó cũng có thể bắt tầm xa với những cú EQ rồi, QE rồi. Baron cùng với dòng ngàn tuổi áp lực rất lớn đến từ bên phía của team 2. Tuy nhiên thì những gì mà team sao cho mất lúc này đang chỉ là một cái mega mid. Mặc dù chưa có đồ cuối nhưng đang phải kích dự phẩm liên tục thôi. 633. 688. 本来我是能够硬吃这个钩的，现在不太好吃了. Bây giờ Big Crank nó đóng khăn giải thuật này rồi thì chiêu cuối với ai bây giờ nhỉ? Thôi chiêu cuối tùy tình huống anh em nhé. Tùy tình huống thôi, Kermit tiếp tục cầm TP đẩy lẻ với bộ tiến công này. Trước đây là con Syndra nó có quả quét tan gần như mắc tầm mới bắt được Kermit. Lên khu vực cánh trên. Dọn nốt tân lính đẩy cao tới từ Kermit để tránh những áp lực. Đẩy lẻ tới từ Kermit dịch chuyển và bộ tiến công. Hỗ trợ áp lực cho Syndra ăn con bùa xanh và sau đó thì đang có đánh nhau. Evelynn lại có định lao vào one shot nhưng mà lần này thì chưa đủ sát thương. Cầu sấm cầu gia tốc cũng là rất đau và Kindred may là chưa mất cứu cú sinh, đang phải che cầu sấm cho Kindred về này. Dính một quả cầu sấm chết một người lần này thì đúng là nặng nợ luôn đấy anh em. Hồi hồi hồi, cẩn thận anh em ơi. Game càng ác ạ, 39 phút rồi chưa xong. Kalista thời điểm này cũng bắt đầu cảm giác hơi đuối đuối đấy. Những xạ thủ đi đường mạnh như Kalista về late game thì nó đuối đúng rồi. Kai'Sa phía bên kia thì tầm này nó bắn tay rất đau và vừa rồi là một pha tiên truy kích tầm xa. Lấy đi Banshee và sao cho Vâng sắp hồi tốc biến rồi nha. Nhưng mà coi chừng đi phải quét mắt, không có Big Rank nó kéo nó mở một quả bất ngờ chết một người là xong game đấy anh em ạ. Cầu sấm tầm xa tiếp tục chất lượng tới từ Trinh Thiên. Lướt đai tên lửa tốc biến R, tốc biến chạy tới từ Trinh Thiên. Sao cho Vâng bổ quy đơn mục tiêu bật đập e trúng rồi. Tiếp tục đi bộ lại quy đơn mục tiêu trúng. Đồng hồ câu giờ nhưng đồng đội đâu hết rồi. Đồng đội tới hơi trễ, sao cho Vâng nằm xuống với tình huống tối hậu thư tới từ Kermit. Nhưng đối phương cũng đã mất rất là nhiều máu của Trinh Thiên và cũng đã có Mega thì sao cho Vâng Evelynn lao vào tung chiêu cuối. Cứu cứu sinh còn. Một tiếng lao vào và đó là một pha bất giác thiên thần tới từ Kermit. Cứu cứu sinh rất tốt tới từ vị trí của Kindred. Kalista đang cố gắng ném, Kalista mất giác thiên thần, Kindred đang bắn được. Late game Kindred cũng có đồ và bắn được đến từ Kindred. Và đó là pha lao lên triple kill cho Kindred rồi. Giao tranh thắng với quét tàn kiếu thành công và đó là một tiếng 4-3 của team sao cho Vâng. 2 đổi 4. Đồng đội đã không follow up theo sao cho Vâng trong tình huống mở vào người của Trinh Thiên. Không thể để con dây nó cấu rỉa hoài được anh em nhé, bắt buộc phải Odin. Cầu sấm rất chất lượng từ dây với những tình huống hai cầu sấm một cầu gia tốc và Naughty đang dính cầu sấm liên tục. End game được hay không? Cầu sấm lần này trượt rồi, tiếp tục là cầu sấm. Lính có thiên vương chùy tre nên là cầu sấm lúc này thì nó không xuyên qua được lính trúng người được nữa. Trinh Thiên bất lực đứng trong nhà chính và đây sẽ là tiểu kết thúc ván đấu rồi. Triển dạng chỉ thiên các kiểu, có dạ kiếm chỉ thiên lôi phạt hai mạng cho Trinh Thiên, hai mạng cho dây Trinh Thiên trước khi kết thúc ván đấu. Game càng ác luôn.
không thể để con dài nó cấu rỉa hoài được, sao cho phải mở Tôi và lấy được tương đối nhiều máu ở trên thiên. Nếu như bên kia đánh chậm lại một nhịp thì team sao cho sẽ có mega sau rút lui an toàn để chờ sao cho hồi sinh, nên là con dai không về được. Dai ở lại trạng thái máu yếu thì không dám cận chiến, chỉ dám đứng từ xa bắn cầu sấm thôi. Và Kermit Onin thì bị Kai'Sa à nhầm bị Kalista cùng với Kindred bắn trả, và Syndra cũng có đam nữa. Game căng thật sự ạ. Lượng đam cuối game này anh em ơi, con dai đam ác thật sự. Cuối game con dai nó còn cầm dã kiếm, nó gõ hai AD thì nắm mặt nữa. 49.000 sát thương tới từ dai của Trinh Thiên. Sát thương là tầm 30.000. Syndra gánh 37.000. Phía kia Evelynn là 34.000 với những pha lao vào bớt chiêu cuối, chết ai thì chết, không chết thì thôi. Nhưng mà Kai'Sa quả cuối nhưng không được bắn thì phải. Tại thời điểm mình làm video clip này xong thì check lại một chút, sao cho mừng đã leo lên tới gần 1.000 điểm. Account này của sao cho mừng đã leo lên gần 1.000 điểm anh em nhá. Mình thì mình không chắc là lịch sử đấu, nhưng mà thực sự là cái tốc độ leo rank account phụ này, cái elo ẩn của nó rất là khủng khiếp anh em ạ. Nó không chết, sao cho mừng có nói là cái account hỏa hỏa này anh em này. Cái account 1.065 điểm này này là account elo thấp quá, này sao cho mừng chuyển sang đánh account phụ. Thì là cao phụ trước mới đánh từ kim cương có duo với mấy cái tầm 3-4 ngày thôi anh em. Mới duo với ông rừng Huya 57 gì đấy ở mức rank kim cương xong. Là ngày hôm nay mình check lại mình bị bất ngờ, bởi vì Sochimon đã lên tới 976 điểm ạ. Mình không check được win rate các thứ của cái account này, nhưng mà không biết là trong 3-4 ngày vừa rồi mình không làm giá Sochimon thì đã diễn ra những cái gì nữa. Một cái tốc độ leo rank cực kỳ thần thánh của lúc này thì chuẩn bị mục tiêu của Sochimon là trong thời gian ngắn sắp tới sẽ vào top 10 của thách đấu mấy chủ sức của Trung Quốc với account này. Thông tin thêm cho anh em ở cuối video clip thôi nha. Rất hy vọng là sắp tới sẽ có thêm nhiều dàn chất lượng của Sochimon với các cái player tại thách đấu với chủ sự cấp Trung Quốc, để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi hành trình leo rank của Sochimon ha. Thậm chí ông nào còn đặt tên là ông nào đặt tên giống Sochimon lại còn Onchan Nico, còn thêm mấy cái ký tự lạ lạ phía sau nữa. Rồi, hẹn gặp lại anh em mình dàn khác nha. Bye bye.